Ngày 12 tháng 2 vừa qua, mạng xã hội chia sẻ những hình ảnh một nhóm các thanh niên đầu trần, không đội mũ bảo hiểm cố tình chặn đầu một chiếc xe đang chở tân binh. Những hình ảnh trong clip cho thấy nhóm thanh niên này đi tiễn bạn là một trong các tân binh nhập ngũ đang ngồi trên xe ô tô. Thay vì chọn cách hành xử có văn hóa, nhóm thanh niên này liên tục tạt đầu, không cho xe chở tân binh vượt lên. Thậm chí khi được bạn nhắc nhở đi gọn vào, hai thanh niên còn có hành động xuống dắt xe máy ngay trước mỗi chiếc xe ô tô chở tân binh. Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi gây sự bức xúc, các lực lượng chức năng đã vào cuộc để làm rõ trách nhiệm. Theo báo An toàn Giao thông, chiều 12 tháng 2, đại diện Công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã xác minh và triệu tập các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, lạng lách, chặn xe chở tân binh trên tỉnh lộ 390 qua địa phận xã Quyết Thắng, thành phố Hải Dương vào sáng 11 tháng 2. Theo đó, các đối tượng này đã bị xử phạt hành chính. Theo thanh niên, Công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt 4 thanh niên ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 12,15 triệu đồng vì vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông, gồm Nguyễn Như Thường, 20 tuổi, điều khiển xe bác sĩ 34N7968, Nguyễn Quý Hưng, 20 tuổi, ngồi sau xe thường, Nguyễn Quý Huy, 19 tuổi, điều khiển xe bác sĩ 34B2332.68 và Nguyễn Viết Kiên, 21 tuổi, ngồi sau xe Huy. Ảnh chụp màn hình. Trong đó, người bị xử phạt nặng nhất là Nguyễn Như Thường với mức phạt 8,85 triệu đồng do lỗi cả người điều khiển xe và người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe. Ba người còn lại bị xử phạt cho lỗi điều khiển xe máy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên, không mang đăng ký xe, không có gương chiếu hậu, LED, LED, S, Y.